quý vị dân của Trường Yến cùng đồng hành với nhân dân on ba miền chúng tôi để đi đòi công lý, đòi đất, đòi nhà, đòi chính quyền là cướp đất, cướp nhà nhân dân chúng tôi. Rồi thì có tự do nhân dân chúng tôi. Đôi nhà cầm quyền đáng công sáng để trả đất cả nhà nhân dân chúng tôi. Bởi vì nhân dân chúng tôi bị cái nhà cầm quyền đáng công sáng cướp đất, cướp nhà nhân dân chúng tôi. Tiền Giang nó ăn tàn sát sinh linh, tham nhũng, ăn hết đất của ra của chúng tôi. Hôm nay chúng tôi ra đây trên 30 người, tôi chỉ quan cái Tiền Giang huyện cái lại thị xã cái lại Cà Bè quốc lộ 1A ăn tàn sát sinh linh mà ăn không còn chừa thứ gì của dân hết trơn. Tại 2005 mình đã đền giá đất 594 một người á, ba công đất thì ba nền, còn một người bảy công đất cũng ba nền, không công bằng, nó bao che lại nó ăn, anh tàn sát như thế này không còn cái thứ gì được của dân như thế, dữ dằn lắm. Bây giờ làm sao mà mấy ông làm sao? Đây là dân oan ba miền chúng tôi đây đang đi căng luôn lên. Tịch Tiền Giang bao che tham nhũng. Còn đại biểu quốc hội là cơ quan dân cử là lớn nhất của tỉnh Tiền Giang, không giúp được gì cho dân chúng tôi hết, ăn tàn sát sinh linh luôn, nó không chờ cái thứ gì của dân hết. Nhân dân chúng tôi là bị nhà cầm quyền các tính là cướp đất, cướp nhà nhân dân chúng tôi. Giờ tôi đề nghị là nhà cầm quyền đáng công sáng phải trá lại, chỉ đạo trá đất cả nhà là dân dân chúng tôi. Đứng bên này không có sang đâu. Cô là đất, đây là đất của nhân dân chúng tôi. Chúng tôi là không có sang đi đâu, chúng tôi là được quyền đi. Sao là cứ chúng tôi là đi đến đâu là chỉ tới đó. Chúng tôi được quyền, được quyền tự do, được quyền đi tới đi lui. Không phải nhân dân chúng tôi là bị kèm kẹp. Không, tôi đứng bên đây không có sang đâu hết. Tôi không có sang. Không, cái chỗ đây là xe đậu được, là người đậu đứng được, không phải sang bên đâu bên đây hết á. Bây giờ sang ở đâu? Bây giờ chúng tôi được đứng quyền đứng chỗ đây. Đây là cô toàn bộ đã đàn áp nhân dân chúng tôi. Nhân dân chúng tôi là được quyền tự do, nhân dân chúng tôi là thực hiện điều 25 của hiến pháp. Nhân dân chúng tôi đã là được quyền mà, có công dân mà. Đấy, đưa xe lực lượng tới đây để mà. Bà Diên Ngân ơi, cứu dân Tiền Giang. Đã đạo tham nhũng 63 tỉnh thành. Đã. Công an dân cử. Đến mùng 7 tháng 2 năm 2018 là bổ sung chứng cứ của tôi. Năm 2017 lên vỉa hè thì được. Còn nhân dân chúng tôi không được đi đâu, nhân dân chúng tôi được quyền đứng đây. Chú Đình Sơn cho đăng ký, chú Đình Sơn phó thanh tra ủy ban nhân dân tỉnh Hà Sơn đã cho đăng ký, thành phố Hà Sơn đã cho đăng ký giả mạo giấy tờ và ông Nguyễn Hòa Bình. Tiêu thì áp ra xét xử với ông Châu qua cái vùng này, không có tòa, nó không có tòa, bao che cho tòa nhân dân tỉnh Lạng Sơn, che giấu tội phạm.
Bây giờ đứng lại rồi, cứ đứng lại, đứng im lại, để tụi tôi nó quát khỏi không chạy xuống xe, nó quát khỏi đi chúng tôi mới được về. Đi lên bên kia thôi. Thôi gặp quốc hội đem về mà. Toàn bộ là lừa đảo, toàn bộ là bao che hết, chắc tính là bao che hết cái bọn này. Đồng đội bên bao chi hết, đem cái xe trắng chúng tôi lại, đem cái xe trắng chúng tôi là không cho chúng tôi mà để mà ấy, toàn bộ là trắng. Tình bạc leo Dương Thành Trôn Tam Dũng là lừa đảo cái này. Đấy, toàn bộ là đứng xe trắng hết á. Ông có tài năng không con ơi? Anh Khôn của dân lấy tiền lương của dân mà đứng hại dân đứng trắng hết đây. Ông Nguyễn Trung Phúc ơi, ông ngồi đó làm chi? Ông Nguyễn Trung Phúc, dân chúng ta như thế này mà ông ngồi đang yên tâm ăn những chung phúc, anh đương anh tiền của nhân dân chúng tôi, anh cơm của nhân chúng tôi mà ông phản bội đất nước ông phúc, ông phản bội nhân dân chúng tôi sao? Ông nói già lai láo sao ông phúc? Ông là người thủ tướng mà tại sao ông phản bội nhân dân chúng tôi? Nhân dân chúng tôi là mất đất mất nhà, tại sao có cái chỉ đạo của thủ tướng ngày 29/7/2016 đến nay? Tại sao không dám biết phản bội nhân dân chúng tôi? Đây nè, đây này không, đình đây, nghe theo đài chống tham nhũng, gia đình bị dụt bị trả thù, cơ quan chống tham nhũng của Nguyễn Phú Trọng nhận mang này đơn kêu cứu rồi, mà không giải quyết bây giờ rồi. Quá thối nát rồi. Cán bộ là có quá thối nát, tại sao có đất có nhà nhân chúng tôi mà để như thế này? Tôi là công dân huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định đây. Nghe theo đảng chống tham nhũng, gia đình tôi bị trù dập, bị trả thù. Cơ quan chống tham nhũng để chúng tôi nhận mang này không cứu rồi, nhưng mà làm ngơ, không giải quyết, không bảo vệ gia đình tôi. Toàn bộ là công an an ninh đó là bảo vệ là kẻ tham nhũng, bảo vệ là kẻ tham nhũng, bảo vệ là lên vỉa hè đi, không có lên xe, lên xe cái sự hè cái bụng bay, nhân dân chúng ta lên xe làm gì? Nhân dân chúng ta là mất đất mất nhà không lên xe. Cái xe đứng đây mà giao thông ở đâu? Cái xe đứng đây mà giao thông? Nhiều người đi đề nghị cầm mấy xe đây đây, chạy xe đây đây.
chạy xe cứ đứng đây mà giao thông này không cản trở, mà dân chúng tôi là cản trở. Nó tập bay, nó không đúng luật. Chính mấy ông là người cản trở nhân dân chúng tôi. Chính các người là cản trở nhân dân chúng tôi. Chạy cái xe đây cho nhân dân chúng tôi đứng. Cản trở cái xe như vậy chúng tôi đứng ở chỗ nào? Đây, ai chịu trách nhiệm đây? 30 năm tuổi trẻ của tôi. Đã như tôi làm bao nhiêu của cả cái tỉnh đây. Không có Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ơi. Ông ngồi đây mà ăn một bát máu của nhân dân chúng tôi là sao? Ông bao chi tỉnh Bình Định nó cướp đất hại dân là sao? Ông bao chi chủ tịch các tỉnh nó cướp đất hại dân là sao ông Phúc ơi? Anh như đồng lương của nhân dân chúng tôi vậy ông Phúc ơi. Anh gắt của con chúng tôi đây. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ơi. Ông có nhục nhã không? Ông có nhục nhã ông Phúc ơi. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ơi. Toàn bộ là an ninh công an của Nguyễn Xuân Phúc đưa ra, của ông Tô Lâm đưa ra, của ông Nguyễn Phú Trọng đưa ra để đàn áp nhân dân chúng tôi. Đây những người dân đây lừa đảo, ông Phúc lừa đảo đây. Ông Phúc là người cán bộ lừa đảo, người cán bộ chủ tịch Thủ tướng Chính phủ mà còn lừa đảo dân không? Anh uống cơm của dân, uống đồng tiền của dân, nhân dân chúng tôi. Ba hồn bay vía những Xuân Phúc ơi. Ba hồn bay vía Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ơi. Đừng có ăn cơm của dân hại đất nước. Không có nhà ở, không có nhà cưới vợ, không có nhà đó thôi. 30 năm nay rồi. Cơ quan chống tham nhũng của Đảng, nhất bằng này đứng chứng cứ. Làm tôi mong dân mong ông làm đúng luật đi. Ông thực hiện cái luật điều 25 của hiến pháp đi ông Phúc ơi. Ông đừng có lừa đảo nhân dân chúng tôi. Nhân dân chúng tôi là người mất đất mất nhà. Ông là người kẻ thủ tướng mà toàn bộ lừa đảo. Anh cơm của dân, lấy đồng lương của dân mà còn bao che đất nước, bao che những thằng tham nhũng để hại đất nước, hại nhân dân chúng tôi. Ba hồn bay vía Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ơi. Ba hồn bay vía Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ơi. Ra đất vậy nhỉ? Tôi phát biểu của ông là bỏ thành chủ tịch bà con nó không hay nghĩa thôi. Tên nó này hậu năm tình đây. Giang hôn các tên đây. Bị nhà cầm quyền đáng cầm sáng cướp. Cướp đất, cướp nhà, cướp tài sản của nhân dân chúng tôi đây. Nhà cầm quyền tỉnh Bình Định là cái là tham nhũng. Hồ Quốc Dũng là tham nhũng đứng đầu của tỉnh Bình Định. Nhà cầm quyền ở tỉnh Bình Định quá tham nhũng. Không có một tí đất đai nào cả. Đây là toàn bộ nhân dân chúng tôi đây, ba miền đây, ba miền đấy đang đứng trước cổng ông Thủ tướng này. Ông Thủ tướng thấy ông Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tính nhẹ ông bao che tỉnh Bình Định suốt đời ra ông Phúc. Ông bao che thành Hồ Quốc Dũng tỉnh Bình Định suốt đời ra ông Phúc. Ông đã tham nhũng rồi, ông còn bao che tham nhũng là ông sai đâu, ông Phúc ơi. Ông là người cán bộ bao che là ông sai, ông Phúc ơi.
cái này này ông là người thủ tướng, ông bảo vệ đất nước, bảo vệ nhân dân. Hôm nay ông âm cho không phải ông bảo vệ làm cướp đất nông quốc ơi, là hai cái chúng tiếng đảng viên. Cán bộ là đầy tớ của nhân dân, mà đầy tớ tôi không thấy. Mày ông Quốc, ông chỉ đạo vào nhà dân để cướp tài sản của dân. Ông chỉ đạo chủ tịch các tỉnh, ông vào nhà dân cướp tài sản đất này của dân. Thì ông nói là dân làm gốc, lấy dân làm chủ. Không có nhà nói tên, đảng có chịu trách nhiệm không? Chúng tôi đi theo đảng đấy, nếu đảng để chúng tôi về, nếu đảng có chịu trách nhiệm không? Đảng có chịu trách nhiệm cho bao nhiêu? Người cán bộ đầy tớ của nhân dân đầy tớ không thấy, mà thấy cán bộ vào nhà dân đi cướp, cướp đất, cướp nhà, cướp tài sản của dân. Ông Phúc Ba Nhi, ông Phúc ơi, ông Tô Lâm ơi, ông Nguyễn Phú Trọng ơi, còn bà Ngân là quỷ nát hèn với dịch, chỉ là ngồi đó để tham nhũng thôi. Đa hồn bị vía thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ơi, ông ngồi đó sẽ sao đàn ông Phúc ơi, ông là người lãnh tụ đất nước mà tại sao ông bao vây các tỉnh ông Phúc ơi, nhân dân 63 tinh thần là nhân dân chúng tôi ông Phúc ơi, đa hồn bị vía ông Phúc ơi, ông sống sao thác quyền đi ông Phúc ơi. Ông hiện tại ông còn sống mà để nhân dân chúng ta như thế này, ông Phúc ơi. Thủ tướng ơi, ba hồn bay vía thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ơi. Chúng tôi một lòng đi theo đảng, đi theo chính phủ, đừng có một sống nước ngoài Phúc. Ông đừng để nhân dân 63 tinh thần mất lòng tin của ông Phúc ơi. Ông làm thủ tướng mà ông bao chia cho ác ông với ông Phúc ơi. Chính ông là người phản động ông Phúc ơi. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ơi, ba hồn bay vía thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ơi, ông là người phản động cho đất nước chúng tôi ông Phúc ơi. Ông bao che các tỉnh đã chỉ đạo các tỉnh đã cướp đất cướp nhà nhân dân chúng tôi. Thủ tướng ơi, dân quân này hầu đây, chúng tôi một lòng đi theo đảng theo chính phủ, đừng có quốc sống không ngoài Phúc. Ai ngờ bây giờ chúng tôi đi theo đảng theo chính phủ mà chúng tôi lại phải chịu một cuộc sống khổ như vậy, 30 năm không nhà mới, không đất đai, không có ai đất còn xây nhà mình xây nữa. Thì lấy cái xuồng gã này, lấy cái xuồng gã này, tìm là được á. Lấy cái xuồng gã này, bảo vợ tôi nó đi bắt được rồi tìm cù có thì mình đừng không. Chúng ta cứu lên xe đi ra đây. Gã này, xe đi ngang. Xe đã rồi nè. Đa đeo tham nhũng, đa đeo tham nhũng, đa đeo quan tham cướp đất hại dân, đa đeo cái bọn quan tham cướp đất hại dân, đa đeo cái bọn quan tham cướp đất hại dân, đa đeo thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bao vây các tỉnh, đa đeo thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bao vây các tỉnh cướp đất hại dân, đa đeo thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bao vây các tỉnh cướp đất hại dân. Đa đao thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bao vây các tỉnh cướp đất hại dân. Đa đao thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bao vây chủ tịch tỉnh Bình Định cướp đất hại dân. No!
Toàn bộ là Quốc hội bao nhìn không? Bộ nhìn không? Cái bộ nhìn nhăn nhăn như chúng tôi như thế này mà tại sao không như quen? Đây đi đơn quốc hội. Toàn bộ là quốc hội bộ nhìn. Quốc hội là bao che thì cướp của dân. Quốc hội hồ quốc hội làm gì? Đã chỉ đạo cao về công an ra đàn áp cho dân chúng tôi. Dân chúng tôi là có điều kiện gì? Hả? Dân dân chúng tôi sao sao? Bị chính quyền đi cướp. Nghe thấy rồi, biết. Nghe thấy rồi mà không hay quên. Bà Hồng mấy viên Quốc hội ơi! Quốc hội ơi! Quốc hội ơi! Quốc hội ơi! Mày làm cái gì mày cướp với tao mày đi họp chứ Quốc hội ơi! Bà Hồng mấy viên mày còn... Nguyễn Thị Kim Ngân ơi! Ba Hồng mấy viên Nguyễn Thị Kim Ngân ơi! Ba Hồng chính viên Nguyễn Thị Kim Ngân ơi! Ba Hồng mấy viên chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng ơi! Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ơi! Mày bao che chỉ đạo lên đây ra đất cướp dân chúng tao nữa hả? Mày bao che chủ tịch tỉnh Bình Định nó cướp tao à? Đây là toàn bộ thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo thôi. Chỉ đạo đó ra đàn áp nhân dân chúng tôi, cướp của cướp tài sản, cướp đất cướp nhà nhân dân chúng tôi. Ông Xuân Phúc, ông là người cán bộ lãnh đạo đất nước. Tại sao ông có cái quyền lực, tại sao ông mất quyền lực? Ông giữ quyền điều khiển của các tỉnh, ông giữ điều khiển của tỉnh Bình Định. Ông Phúc là người thủ tướng mà ông giữ quyền điều khiển, giữ quyền điều khiển của các tỉnh mà ông làm thủ tướng làm gì? Các tỉnh chỉ đạo Phúc chứ không phải ông Phúc chỉ đạo. Chẳng hạn như chủ tịch tỉnh Bình Định, ông Hồ Quốc Dũng chỉ đạo thôi. Chỉ đạo thôi. Ông Nguyễn Xuân Phúc là các tỉnh chỉ đạo ông. Ông làm thủ tướng là ông cầm cái miệng rồi. Ông cầm cái miệng rồi. Thế đại biểu có ngồi hết tỉnh đó rồi. Thôi được. Ông đang ngồi. Nhớ cô ơi. Như này nó khá là hiệu quả. Ông thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc là ông giữ quyền điều khiển của chính phủ thì ông giữ quyền điều khiển có tỉnh Bình Định. Ông giữ quyền điều khiển của các tỉnh. Ông phạm vi chính chống đứng cho thanh niên ơi. Ông giữ điều khiển của các tỉnh. Ông Phúc là ông thủ tướng. Ông mất giá trị rồi. Ông mất điều khiển rồi. Ông mất cái quyền điều khiển rồi. Để đi cướp hại của dân. Hết rồi đây cô ơi. Alo. Hả? Quay chiếc tàu xe đã. Ai đấy? Xe đóng cửa sau anh ơi. Đóng cửa sau. Tâm hả? Alo. Bây giờ là coi để đang đóng Quốc hội nó đang đứng chỗ Quốc hội đông lắm này không thấy hả? Giờ nó đang đưa lên xe này đông lắm, có mấy trăm người luôn. Giờ nó đưa lên xe. Cái bọn nó quá thối nát này. Đấy. Mày quay lên mạng, mày quay lên mạng này mà thấy nó toàn bộ là cái bọn chó để thối nát không ấy.
Thôi bây giờ đang ăn lên xe hả? Đá đang quốc hội bồi trên. Đá đang quốc hội bồi trên. Đá đang quốc hội bồi trên. Đá đang chủ tịch Kim Ngân bồi trên. Đá đang chủ tịch Kim Ngân bồi trên. Đá đang quốc hội bồi trên. Đá đang chủ tịch Hồ Quốc Dũng bồi trên. Đá đang Hồ Quốc Dũng chủ tịch tỉnh Bình Định góp đất hai dân. Đá đang quan tâm quốc hội góp đất hai dân. Đá đang quốc hội bồi trên. Kim Ngân bồi nhân. Đá đau chủ tịch quốc hội Kim Ngân bồi nhân.
Nguyễn Xuân Phúc bổ nhiệm. Đã đang thủ tướng chính phủ Nguyễn Xuân Phúc bổ nhiệm. Đã đang chủ tịch Quốc hội bổ nhiệm. Đã đang chủ tịch Quốc hội bổ nhiệm. Đã đang chủ tịch Quốc hội bổ nhiệm. Đã đang Nguyễn Thị Kim Ngân bổ nhiệm. Đã đang Vũ Thị Kim Ngân chủ tịch Quốc hội bổ nhiệm. Đã đang chủ tịch Nguyễn Thị Kim Ngân chủ tịch Quốc hội bổ nhiệm. Đã đang sẽ tham nhũng. Đã đang tham nhũng. Đã đang tham nhũng. Đã đang đi bọn ác ông phản bội đất nước. Đã đang đi bọn ác ông phản bội đất nước. Đã đang chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phản bội đất nước. Đã đang chủ tịch Nguyễn Thị Kim Ngân chủ tịch Quốc hội phản bội đất nước. Đã đang Vũ Thị Kim Ngân phản bội đất nước. Đã đang chủ tịch Quốc hội Kim Ngân phản bội đất nước. Đã đang chủ tịch Quốc hội Kim Ngân phản bội đất nước. Đã đang Quốc hội bổ nhiệm. Đã đang Quốc hội bổ nhiệm. Đã đang các vị triều đình bổ nhiệm. Đã đang các vị triều đình bổ nhiệm. Đã đang các vị triều đình bổ nhiệm. Đã đang Nguyễn Thị Kim Ngân bổ nhiệm. Đã đang Nguyễn Thị Kim Ngân bổ nhiệm. Đã đang đa đạo đa đạo đa đạo đa đạo bà con ơi, chúng ta hát cái bài dạy mà đi nữa bà con ơi. Dậy mà đi, dậy mà đi, dậy mà đi, hỡi đồng bào ơi. Ta chiến thắng không bao giờ ta thất bại. Ta nên không không khó một lần. Dậy mà đi, dậy mà đi, dậy mà đi, hỡi đồng bào ơi. Bao đừng tiếc nữa càng chây không mãi. Dậy mà đây núi sông đang chờ. Dậy mà đây, dậy mà đây, dậy mà đây, hỡi đồng bào ơi. Bao nhiêu năm qua dân ta sống không nhà. Bao nhiêu năm qua dân ta sống xa nhà. Dậy mà đây, dậy mà đây, dậy mà đây, hỡi đồng bào ơi. Cũng xin cảm ơn các chị em đã chia sẻ nhân dân chúng tôi ba miền, nhân dân chúng tôi quá khổ sở, nhân dân chúng tôi vì tại vì chính quyền nhà cầm quyền đảng cộng sản đã cướp đất cướp nhà nhân dân chúng tôi. Nhà cầm quyền cộng sản là một tên ác, những loại là ác ôn, quá ác với nhân dân chúng tôi, tàn bạo nhân dân chúng tôi, đã cướp sạch đất nhà nhân dân chúng tôi. Nhân dân chúng tôi mới thế này ra hoành hành vải thở như thế này, đất nó đêm đi ghế như thế này, coi như bạn nhà cầm quyền đáng cộng sản không nghĩ cho nhân dân chúng tôi, biết tiền biết đồng tiền lợi dụng của nhân dân chúng tôi. Nhân dân chúng tôi tướng rằng là bọn cán bộ là đầy tớ của nhân dân chúng tôi. Nhân dân chúng tôi không có nghĩ mà đầy tớ đất vô vàng nhà nhân chúng tôi được cướp sạch, bịt mắt bịt miệng nhân dân chúng tôi, cướp sạch đất nhà nhân dân chúng tôi mới khổ sở ngày hôm nay. Còn báo cáo lao các địa phương chủ tịch các tỉnh, báo cáo lao đó là đại dân, báo cáo lao từ thủ tướng chính phủ mà ông Nguyễn Xuân Phúc cũng quay tay đầu một buổi ra nghe. Như vậy là ông Phúc giữ quyền điều khiển của chủ tịch các tỉnh. Ông Phúc là ông người ông lãnh thụ đất nước, là người chính phủ lãnh thụ thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mà coi như giữ quyền điều khiển của chủ tịch các tỉnh. Giữ quyền điều khiển chứ không phải ông ngồi đó là ông là xưng phê đây là ta thủ tướng. Ông thủ tướng mà ông ngồi đó mà giữ quyền điều khiển của các tỉnh, đặt cướp đất cướp nhà của dân, nó không giải quyết, nó không trả mà nó chỉ đạo sao là ông nghe vậy. Nó đang áp đấy, ông nó chỉ đạo sao là ông nghe vậy, là chính là ông Nguyễn Xuân Phúc thủ tướng chính phủ. Nhân dân chúng tôi là nói trắng trợn luôn,
đang vô điều khiển, vô quyền điều khiển của các tỉnh. Cho nên là ông ngồi đang ngồi vác, mà ông sơn một bát vàng đó, một hàng ông phải là ông phốt một bát xương máu của nhân dân chúng tôi. Ông nghe lời mấy chủ tịch tham nhũng lừa đảo, cho nên ông ngồi bát hưởng bát vàng. Còn dân chúng tôi khổ sở đổ mồ. Dân tôi mới nói dây nâng dầm xương. Anh Tám nhìn dịch mà được, mình manh đất nó ông phốt ơi. Ông quay tay quay mũi ra nghe, ông trắng con mắt lên. Còn nếu con mắt ông có hiếp thì ông trắng lên. Nhân dân chúng tôi có hai cái cây đây. Ông trắng con mắt ông lên mà xem đi. Ông đừng ngồi đó mà chỉ đạo cái các tính nó chỉ đạo ông đâu mà nghe đó. Ông đừng có nghe nữa. Ông vì dân đây, vì nước, vì dân đây. Không phải ông vì cán bộ cái các tính đâu. Ông vì nước, vì dân chúng tôi đây. Dân giàu nước mạnh. Không phải là chủ tịch các tỉnh nên là góp của dân là ông đưa ông là gọi là giàu đâu. Ông gọi là giàu đó ông hút rồi. Ông anh ba mình trả, ông trả bảy rồi. Ông ba ông trả bảy ông phúc rồi. Ông đừng ngồi đó mà ông nói tưởng tượng là ông ăn nhiều tiền của dân đâu. Ông nghe lời chỉ đạo của các tỉnh đâu. Chỉ đạo bên hông ông thủ tướng mà ông đã nghe chỉ đạo được các tỉnh. Các tỉnh nó chỉ đạo sao ông nghe giờ lời vậy? Chính hạn như tỉnh Bình Định, thành Hồ Quốc Dũng chủ tịch tỉnh Bình Định, nó chỉ đạo sao là ông nghe vậy? Ông là một người thủ tướng mà ông giữ quyền điều khiển của các tỉnh. Ông lo cái gì? Ông lo thức nó đêm dậy cái nào ông nghe lời các tỉnh nó chỉ điều khiển của ông. Ông giữ quyền điều khiển của ông. Các tỉnh nó chỉ đạo là ông nghe hết. Nó góp đất góp nhà của dân hết sạch xanh xanh rồi. Mà bên đây dân chúng tôi ở đâu mọc ra đây? Hay là dân chúng tôi bị ông lừa? Bị các tỉnh nên báo cáo ông đã giải quyết rồi, ông lừa nhân dân chúng tôi. Mấy đứa nó làm tiếp mở là tắt tiếng hết trơn rồi. Một lần nữa ông Phúc, ông là người thủ tướng chính phủ, ông là người thủ tướng đất nước, mà tại sao ông giữ quyền điều khiển của các tỉnh, chủ tịch các tỉnh? Bao giờ ông giữ quyền điều khiển sao? Ông là người thủ tướng, cán bộ chủ tịch các tỉnh là người kia đi cướp đất, những kẻ đó là lưu manh phản động đất nước đi cướp đất, mà tại sao ông nghe những người kẻ đó? Nhân dân chúng tôi như thế này mà ông không nghe? Ông không nghe nhân dân chúng tôi? Ông sống vì ai? Vì nhân, vì nước, vì dân. Không phải là ông nghe những kẻ mà phản động đất nước, chủ tịch đất nước đi cướp hại dân chúng tôi. Mà tại sao ở dưới quyền điều khiển của ông, chủ tịch các tỉnh mà ông là người thủ tướng mà ông lại tại sao dưới quyền điều khiển chủ tịch các chủ tịch nói sao ông nghe vậy? Ông không lập, không có lập trường. Ông phải là không có lập trường. Ông Phúc ông khá là không có lập trường. Bao giờ là người tham nhũng đứng đầu cho các tỉnh. Tại sao ông nghe lời những các cái đứng đầu đó? Ông nghe lời còn nhân dân chúng tôi mất đất như thế này, đi hai ba xe như thế này, mà tại sao ông nghe lời? Tụi tôi nói lại có bốn người mà nó kêu lại ba chiếc xe, nó dằn tới đâu nó kêu ba chiếc xe. Tụi tôi đứng đó mới có bốn đứa là nó kêu ba chiếc xe lại rồi đó. Mỗi người nhân dân chúng tôi là mấy chục năm, mấy năm, mười mấy năm không. Mà tại sao ông dưới quyền điều khiển của các tỉnh ông nghe hết? Ông là đưa... Bác đi ra đây là mười mấy năm là bao nhiêu của cải của công dân rồi. Là chủ tịch tỉnh, các tỉnh luôn là đàn áp công dân. Đàn áp công dân, giết công dân, rồi hại công dân. Rồi lấy đất, rồi người thì kẻ, người thì mắc đất, người thì mắc nhà, người thì mắc con. Rồi giờ là nó lừa đảo công dân rồi... lừa trên hại lừa dưới thả trên, rồi từ từ rồi tới mấy ông nó giết công dân, rồi tới giết mấy ông đó. Tôi dám hứa chắc một câu dân dữ như vậy, mất nước bây giờ dân coi như là ông là coi như là ông làm biết rằng ông làm thủ tướng nhưng mà ông đồng nôn nước, ông không biết ông giữ quyền điều khiển có các tỉnh, chủ tịch các tỉnh mà ông giữ quyền điều khiển có các tỉnh, ông chỉ đạo mạnh lên thử coi như thế nào. Các tỉnh nó điều khiển, các chủ tịch các tỉnh nó điều khiển sao là ông không nghe lời vậy? Dài thằng chủ tịch tao đem ra tao xử nó, mấy thằng
nhân dân chúng tôi lên đây là xin cảm ơn anh chị em đã chia sẻ nhiều cho các nhân dân chúng tôi, chia sẻ cho mọi người. Nhân dân chúng tôi rất cảm ơn các anh chị em đã mà chia sẻ. Chỉ đạo nó coi như các tỉnh nó chỉ đạo ông Nguyễn Xuân Phúc cho ông Nguyễn Xuân Phúc là chỉ đạo. Nếu là ông Nguyễn Xuân Phúc, ông người lãnh tụ đất nước, là người thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, là ông chỉ đạo các tỉnh đã nghe. Còn đây các chủ tịch các tỉnh ngược lại là chỉ đạo ông Phúc. Đấy, các chủ tịch, các chủ tịch các tỉnh là chỉ đạo ông Phúc, chứ ông Phúc dưới điều, dưới cái quyền điều khiển của các tỉnh. Nó muốn chỉ đạo sao là ông nghe vậy. Nếu là ông người thủ tướng thì nhân dân chúng tôi đi như thế này là ông phải chỉ đạo cho các tỉnh đã nghe ông, sợ ông. Mà đây ông coi các tỉnh không sợ ông, bởi vì ông sao, ông có cái thành phần đó, cho nên ông nhân dân chủ tịch các tỉnh là nên chỉ đạo lại ông. Chứ nhân dân chúng tôi như mất đất như thế này là ông người lãnh tụ đất nước là ông phải bao, ông phải chỉ đạo cho. Tại sao ông ngồi đó mà ông chỉ đã chỉ đạo ông lấy tiền thôi. Tôi cũng tôi cũng xin tạm dừng kết thúc ở đây. Xin chào anh chị em đã chia sẻ cùng. Đây là nhà chủ tịch nước, đài phát thanh tiếng nói vì dân của Trương Yến, cùng đồng hành nhân dân ba miền, dân quan ba miền chúng tôi lên tiếp bà Kim Ngân sáng chỉ đạo trá đất cả nhà nhân dân chúng tôi. Họp quốc hội để làm gì mà nhân dân chúng tôi như thế này? Bà Kim Ngân ơi, tại sao bà họp quốc hội mà bà đến dân chúng tôi như thế này? Bà Kim Ngân ơi, xin chào mọi người. Nhân dân chúng tôi là kết hợp vô bà Ngân không thực hiện cái mà luật pháp của ban hành đưa ra. Bà Ngân không thực hiện luật pháp ban hành đưa ra mà lấy luật rừng để chỉ đạo các tỉnh cướp đất cướp nhà cho dân chúng tôi. Dân chúng tôi quá khổ rồi.
nhà bà Ngân ơi. Bà giải tỏa quốc hội đi bà Ngân ơi. Đừng để cho dân bị đau khổ nữa. Chủ tịch quốc hội không thực hiện đúng nguyên pháp pháp luật từ trước đây. Từ trước đây giải tán quốc hội. Bà Ngân ơi, từ trước giải tán quốc hội đi. Bác ơi, bảo vệ dân quan mất tài sản. Công an đó chỗ bà Ngân đã đàn áp đuổi nhân dân chúng tôi. Đừng đây không qua bên đường. Trong nhà, trong xã nhà bà, mẹ đã công an đi bảo vệ cho. Ở đây đứng đường làm sao được? Đi làm sao được? Làm công an đi bảo vệ. Người dân thì không bảo. Có dân thì có công an. Mà bây giờ đi bảo vệ cho bảo vệ. Chủ tịch quốc hội mà đi bao che thì cái chết căn tỉnh được góp đất góp nhà của dân. Nghi lần nè. Sao mà non nớt quá.
Đi nghe lời bà kêu nó bà ngon ở phòng phòng một con nghe lời nó không nước quá. Bà đảo cho mình vô. Đó đó nhà nó còn đó. Cắt nhà đây hả? Cắt nhà nó cắt mấy giờ rồi? Đây Bình Định ạ. Bình Định có gói đơn biết bao nhiêu lần rồi mà ở đây tại đây luôn. Anh em nhận đơn chúng tôi rồi đấy. Biết bao nhiêu lần đơn rồi. Mà chứng thấy gì bên đây trở lại đây đấy. Bao nhiêu năm nay nay trở lại nữa đấy. Đã bà ngắn là chủ tịch quốc hội rồi. Mà dân như vậy để đi tới đây cho bà biết. Cho bà biết để mà bà nói đâu đang tỉnh ra bà sự bắt mẹ đó đi. Cho bà sự bắt đi. Trời ơi. Không có lúc nào bà ngắn có nhà hay là bà ngắn. Chúng tôi đến đây cho bà ngắn biết chúng tôi đi thôi. Chứ không phải là bà ngắn là bà lừa đảo. Bà ngắn là bà lừa đảo. Nhận đơn chúng tôi biết bao nhiêu lần đơn rồi. Nhận tôi đông đông mấy cái nhân bao nhiêu lần đơn rồi. Rồi quất ở đâu? Quất ở đâu? Quất xa rác nào? Đã đất đã nhà chúng tôi. Quất sụt rác nào? Dân chúng tôi nó quá bức xúc. Kỳ họp bất hội kỳ này là phải giải quyết. Mà tại sao để dân như vậy? Để dân như thế này là không có được. Không công bằng vậy. Để lợi dụng chức vụ quyền hạn có đất có nhà của dân. Là chủ tịch quốc hội để làm gì? Để làm bộ nhìn sao? À, đây làm bộ nhìn nó sao bà ngon ơi? Dân giàu nước mạnh bà ngon ơi! Dân giàu nước mạnh! Đưa bà gã. Để bà gã đi. Gã đi. Sống không công bằng sao? Nói đâu chủ tịch tỉnh ra đây. Bây giờ tôi chỉ yêu cầu bà ngon là chỉ đạo thôi. Nếu tính sai, bây giờ các ông vừa nói lại. Nếu là tính sai, bắt đầu tính nếu dân sai, xử lý một người dân nó chết tỉnh không bao giờ đi nữa. Xử lý ngay đây. Người dân không bao giờ đi nữa. Nếu tính sai, cán bộ tỉnh sai thì xử lý cán bộ tỉnh. Nếu dân chúng tôi thì cứ đưa đây.
Bà mới giúp. Vô nhà bằng Bình Định chúng tôi vô tới nhà chị rồi hai lần rồi. Đỗ Thị Hương có dẹp rồi, 2016, 2018 có dẹp rồi, 2017 có dẹp rồi. Tôi không đây. Rồi, họ thu thêm thu được không bao giờ xong. Tôi đã biết rồi. Bà ba lần rồi, hai lần Bình Định vô tới nhà bà rồi. Cơm nước tới nhà bà đòi đãi cơm rồi. Đây là nhận đơn bao nhiêu lần rồi? Yên tâm đi, cái đó nó ê, con mẹ nó nếm cái tay nó vào cái tay ha, tôi giật cái tay nó vào. Đây là toàn bộ là lừa dối, lừa hết. Ai có tờ đâu đưa đơn đưa đi. Đây. Đây, đây, đây. Gửi không? Đánh luôn. Đây. Muốn ở đó chờ đó. Đó là có tiền rồi. Đâu? Mụ Thiên Kim Ngân là chỗ bao che tham nhũng. Vô nhà chủ tịch quốc hội bà Nguyễn Thị Kim Ngân bao che 63 tỉnh thành để cướp đất cướp nhà của dân. Đa đâu Mụ Thiên Kim Ngân tham nhũng. Đa đâu. Đa đâu Mụ Thiên Kim Ngân bao che tham nhũng. Đa đâu. Đa đâu chủ tịch quốc hội bao che tham nhũng. Đa đâu. Đa đâu chủ tịch quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bao che tham nhũng. Đa đâu. Đa đâu chủ tịch quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bao che tham nhũng. Hội để làm bù nhìn, họp quốc hội để bà về ăn kia cướp đất cướp nhà của dân, để phân lô bán nền. Quốc hội để làm gì? Để làm ngơ. Quốc hội bù nhìn,
để Quốc hội để làm bù nhìn, để làm dần tất cả tham nhũng, để giết hại dân, để về coi đất giàu đẹp rồi vẫn vô bấm nền. Cái con mẹ nó dắt nó chung cho nó giải quyết đồng thu thêm. Đồng thu thêm á, bây giờ lấy đất thêm mà có. Để cho công an làm hết dân. Để vô đi. Cái tội sai phạm, cái tội là tham nhũng. Đá đeo tham nhũng. Đá đeo tham nhũng. Đá đeo chủ tịch quốc hội tham nhũng. Đá đeo chủ tịch quốc hội bao chi tham nhũng. Nó nói là máy đạt đi cho sớm. Nó như nhà đạt cho sớm. Rồi chúng tôi cùng đồng hành nhớ cũng tạm dừng nó ở đây. Đây là ngày 29 tháng 10 năm 2019. Đài phát thanh tiếng nói vì dân của
Yến Tường, Tường Yến cùng đồng hành dân quan chúng tôi đi đòi trong lý, đi đòi tự do, đòi quyền con người. Nhà cầm quyền đã cộng sản đã cướp nhân dân chúng tôi. Nhà cầm quyền đã cộng sản đi cướp nhân dân chúng tôi. Không bao giờ trả đất nhà, quyền con người, tự do chúng tôi đang cướp hết. Nhân dân chúng tôi đang đòi. Mà nhà cầm quyền đã cộng sản. Nhà cầm quyền đã cộng sản là coi như là phát lờ. Không cho nhân dân chúng tôi đi đòi. Bên nào cũng vậy đó, bên nào cũng châu đứng, bên nào cũng châu đi hết đó. Không có đấy. Quyền. Coi như là dân không quyền mà lại nhà cầm quyền đã cầm quyền của dân, cầm quyền của dân mà tại sao là nhổ gốc nhổ rễ của dân hết trọi trơn, quýnh trên đầu dân để cướp đất. Đã nhà cầm quyền mà cầm quyền là cầm hết tất cả của dân, bây giờ trả lại cho dân đi. Trả lại cho dân đi. Trả những gì của dân không mất. Trả lại cho dân. Một thì đất đai, hai nhà cửa, ba là tự do, bốn là quyền của người. Năm là nhân quyền, trả lại cái nhân quyền, có cái nhân quyền nhân dân chúng tôi đi. Nhân dân chúng tôi là quá khổ rồi. Đi họp, lúc nào cũng họp, họp đâu có giải quyết được cái ai đâu. Trả lại tất cả nhân dân chúng tôi đi. Trả lại đất, trả lại quyền lợi cho chúng tôi đi. Trả lại tài sản cho chúng tôi đi. Vậy thôi chứ. Ông Phúc, ông hứa, ông ký cái chữ ký là các tỉnh nó trả đất, chẳng hạn như tôi tỉnh Bình Định đây. Trả đất, trả nhà. Ngày ký cái giấy ngày 29 tháng 7 2016. Đến đây mà có gì cơ quan này giải quyết không, hay là coi như ông Phúc là hứa liều để bật đèn xanh cho tỉnh Bình Định và các tỉnh đã cướp đất cướp nhà của dân. Đang mà cái vòng hoa kìa, nắp ở trong vòng hoa. Đang ở trong vòng hoa. Nhân dân chúng tôi đã đi quá nhiều rồi, nhân dân chúng tôi là quá khổ rồi. Quá khổ luôn chứ đừng nói là cậu. Các ông là còn là cái mà thành tỉnh đã chi tiền cho các ông ăn. Các ông bao che cho các tỉnh. Nếu là không bao che là chỉ đạo đi. Mà ông báo cáo lên thì tại sao mà ông đem chi không báo cáo. Mà còn nói các tỉnh đã đưa tiền. Mà ông đang đàn áp nhân dân chúng tôi. Nhân dân chúng tôi có tội lỗi gì? Nhân dân chúng tôi là mất đất mất nhà, mất tự do, mất quyền con người. Giờ trả lại nhân dân chúng tôi đi. Trả lại quyền con người, trả lại tài sản, đất đai, nhà cửa, ruộng nương cho dân chúng tôi có cuộc sống đây. Có cuộc sống. Nhân dân chúng tôi trả lại quyền con người là nhân dân được tất cả. Đất nhà thứ này thứ kia là cướp nhân dân chúng tôi là bây giờ trả lại đất đây. Đừng để chúng tôi đi trong đường nữa. Đừng có bao chi mà đừng có đùng đẩy nữa. Họp làm gì? Họp quốc hội thì phải giải quyết cho dân, cho nó xứng đáng đi rồi mới vắng được vào họp quốc hội. Đứng bên đây không ai sang đi đâu nữa hết. Bởi là đất của nhân dân chúng tôi, không phải là đất riêng của ai. Đất của nhân dân chúng tôi được đứng chỗ nào, nhân dân chúng tôi đứng. Không phải là đất riêng của ai đâu mà bảo đi qua bên kia đuôi lại bên đây. Không giải quyết cho chúng tôi thì chúng tôi phải canh. Đất mà là đất của nhân dân chúng tôi, đất Việt Nam nhân dân chúng tôi, đâu phải cái đất nước có thành nào đâu mà cứ đối nhân dân chúng tôi. Ở bên kia được qua đó đại sứ quán, qua bên đây nó là chỗ nhà ăn nhà uống gì. Nhà ăn họ được ăn, họ được nghỉ ngơi, chúng tôi phải đi đông đường. Tôi có đất có nhà, nhân dân chúng tôi được có đất có nhà, có quyền tự do, có quyền công luận. Nhân dân chúng tôi thực hiện cái điều 25 của Hiến pháp. 25 của Hiến pháp là nhân dân chúng tôi được tự do, cơm no áo ấm, nhân dân chúng tôi được hồi hộp, nhân dân chúng tôi được đứng, nơi này chúng tôi đứng không được đuổi. Bây giờ ra cái giờ có không cho đứng lên bờ, trong mấy đường là cứ ra giữa đường chúng dân mình đây.
không ai nhanh cấm được. Chụp mà không biết là có dám đưa lên không ấy, hay là chụp lại xóa đi ngay ấy chứ. Bấm vừa phải thôi nhá. Để lại cho dân chúng tôi được nhờ đó, cho nhân dân chúng tôi là bao nhiêu năm rồi, biết mấy chục năm rồi. Tại sao các ông còn cứ anh lừa chúng tôi đây? Lấy tiền cho chủ tịch các tỉnh rồi các ông cứ lừa nhân dân chúng tôi. Kết hợp lại để đánh con tôi thằng bé 5 tuổi. Đập vào mắt vì nhập đất đâu. Thằng đánh con tôi bây giờ hiện tại đi đòi bất phiếu báo ở Hà Nội mà không xử lý. Mà xử lý những người đi đòi quyền lợi. Những cái thằng nó đánh người thì không xử lý đi. Hả? Xử lý cái thằng nó đánh người đi. Tại vì sao lại không xử lý đi? Mà xử lý những cái người người ta đi đây để đòi quyền lợi hả? Thằng bé 5 tuổi nó làm cái gì? Kết hợp lại để tập trung mà đánh nó. Bên kia tập trung lại đứng một chỗ chứ sao đứng rồi đó. Mình người nào nấy đứng. Mình ai? Chiến ra đây họp để mà ăn cướp à? Ăn cướp tài sản cho tôi à? Thuê người để đánh vợ chồng của tôi, con cái tôi à? Hả? Họp làm gì? Họp để mà ăn cướp à? Hả? Ở đây nó chưa ra. Ông Phúc, bây giờ nhân dân chúng tôi hỏi ông Văn Phúc ơi, ông họp quốc hội đó là ông làm gì? Mà chữ ký của ông không có giá trị mà ông họp đó làm gì? Ông xuống chức đi, để nhân dân chúng tôi nhờ đi ông Phúc ơi, thủ tướng chính phủ, ông Nguyễn Xuân Phúc ơi. Cái chữ ký ông để làm gì? Tại sao chữ ký ông mất giá trị? Ông là người thủ tướng. Ông là người thủ tướng, ông lợi dụng cái chức vụ quyền hạn, ông ngồi được cái ghế đó. Ông đánh lừa nhân dân chúng tôi. Ông thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, ông đánh lừa nhân dân chúng tôi. Bởi vì nhân dân chúng tôi, giả sử tôi là một người cha mẹ, tôi sinh một đứa con ra tham nhũng đi cướp tài sản của nhân dân, thì tất nhiên người ta tôi mến giống tôi, chúng tôi là để giải quyết, trả đất lại cho người như người đó, trả tài sản cho người đó. Tại sao nhân dân chúng tôi bị chính quyền cướp đất? Con gỡ được ông biết bao nhiêu? Mới tăng đơn rồi, tại sao ông làm mất mà quánh mặt làm ngơ? Ông đồ ngột được ngồi được cái ghế là ông an tâm rồi phải không? Ông Phúc, ông đừng làm cái trò, cái đùa như vậy. Ông đừng làm bây giờ như vậy. Nhân dân chúng tôi quá khổ rồi. Không phải ông ngồi cái ghế đó ông vĩnh viễn đâu. Ông ngồi cái ghế của nhân dân ăn một bát máu của nhân dân chúng tôi. Làm được. Ông tiền cư lương cấp đất, cấp là và ông dân cái tiền đường đó là cái tiền lương đó của nhân dân chúng tôi, xương máu của nhân dân chúng tôi, mồ hôi nước mắt của nhân dân chúng tôi. Đồng Phúc ơi, đường đi kìa, đường đi á. Mồ hôi nước mắt của nhân dân chúng tôi. Đồng Phúc ơi, ông quay quay đầu lại nhân dân chúng tôi nhờ đây. Ông người đó anh hại nhân dân chúng tôi. Đá đảo tham nhũng. Đá đảo Nguyễn Xuân Phúc bao chi tham nhũng. Đá đảo thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bao chi các tỉnh là lừa. Đá đảo chức cấp đất của dân. Đá đảo nhiều thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Đá đảo tham nhũng. Bao chi tham nhũng. Đá đảo tham nhũng. Đá đảo tham nhũng. Đá đảo tham nhũng. Quốc ơi. Ơi. Trả đất cho dân đi. Trả đất cho dân đi. Quốc hội làm học hội, quốc hội làm chơi. Quốc hội đã góp đất của dân chúng tôi à. Đi họp để mà. Còn các ông ban đinh là cũng bao che những thằng quốc hội. Bao che những thằng quốc hội để họp quốc hội. Đất của dân dân chúng tôi ở đâu đi góp ra đó nữa sao? Ông thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ơi, ông đừng ngồi đó mà ăn tiền của nhân dân chúng tôi, mồ hôi nước mắt của dân chúng tôi.
quân, ta bên này tao bác ốm cho tao mạnh là quân nữa nữa đó. Ông Phúc và coi như ông Tùng ông lừa đảo. Ông lừa đảo cái chữ ký, ông giả vờ cái chữ ký, ông đã lừa đảo nhân dân chúng tôi. Nhân dân chúng tôi là không phải là để ông Phúc lừa đảo, ông Thủ tướng. Ông phải nói cho đàng hoàng. Ông phải làm cho nghiêm chính. Dân giàu nước mạnh, tại sao ông Phúc ơi? Cái chữ ký ông, tại sao cái chữ ký ông mất hiệu lực rồi? Ông đừng có ngồi đừng nói với nữa, ông xuống đất đi. Cái chữ ký ông là nè, ra cái giấy tôi này ngày 29 tháng 7 2016 đến nay là có như là tao làm như vậy. Tao bật đèn xanh cái bọn bay tính Bình Định đó mà góp đất nhân dân chúng tôi ha. Bạn tỉnh khóp đất khóp nhà của dân. Mới đầu tỉnh ở đây. Đây là toàn bộ bao vây hết đây. Không lôi đầu chi hết chủ tịch hết á. Lôi đầu ông hồn hết. Ông chủ tịch. Ông Nguyễn Xuân Phúc đây. Ra đây đối sách cho nhân dân chúng tôi. Ông Nguyễn Xuân Phúc ơi, ông ra đây đối sách nhân dân chúng tôi. Ông ngồi ra mới có quốc hội là ông cũng chui giống nhũ nhân dân chúng tôi. Ra đây giữa thủ tướng cho nhân dân đây. Nếu nhân dân sai thì thủ tướng sẽ bắn đầu. Còn hồ tỉnh Hồ Quốc Dũng sai, những kẻ kia sai thì ông cứ xử lý đi. Lên về đi, các bác lên về đi. Hồ Quốc Dũng ơi, ba hồn bị giết. Hồ Quốc Dũng ơi, ba hồn hồn giết. Hồ Quốc Dũng ơi, ba hồn bị giết. Hồ Quốc Hồi, nó già nó trả nhà tôi trên nè, nó mới được vào Hồ Quốc Hồi. Ba hồn bị giết. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ơi, ba hồn bị vía. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ơi, ba hồn bị vía. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ơi, ba hồn bị vía. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ơi, ba hồn bị vía. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ơi, ba hồn bị vía. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ơi, ba hồn bị vía. Hồn không vía giải. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ơi, thủ đỡ tao cầm đây mà chúng mày dám bảo tao là thu của tao à? Hả thằng chị Minh Tiến, các công an thành phố Hà Nội vào bảo nó đi, đừng ăn nói láo mày để ăn cướp của dân. Thu được làm sao để của gia đình như tao? Hả ăn cướp để ra làng à? Đấy, giải tán toàn bộ là anh Hải nè. Giải tán thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đây. Giải tán đây. Giải tán thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đây. Bây giờ thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói mà một ăn một đứa nói mà đổ không đổi một được một cây lâu. Cái lâu thất hứa cái lâu rồi. Dân chúng tôi không nghe thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nữa đâu. Ông Phúc không giải, không giải đâu được cho dân thì giải tán đi. Phá bỏ quốc hội đi. Thôi thì về chẳng lừa chẳng ngỡ. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dân ra đây. Để cho chúng tôi bắn mẹ đây. Đây anh hả chứ gì nè trời. Ông thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, ông ăn một tháng bao nhiêu lương? Nhân dân chúng tôi đang góp mà tại sao ông không được, ông xử lý không được, ông Phúc ơi. Xử lý cho các chủ tịch các tỉnh không được hay sao? Đồng xe đỏ chưa ra. Xe đỏ là không ra luôn. Bé hồn bị vía. Hồn thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ơi, chủ tịch Hồ Quốc Dũng ơi, bé hồn bị vía. Chủ tịch Hồ Quốc Dũng ơi, thằng Hồ Quốc Dũng ở đâu? Thằng Hồ Quốc Dũng ở đâu? Chủ tịch tỉnh Bình Định ở đâu? Rồi mẹ nó đi sau cùng quá. Hãy
Toàn bộ là thứ lừa đảo theo cái tờ chỉ đạo báo thượng hồ của thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đàn áp để cướp hại cướp đất cướp nhà hại nhân dân chúng tôi. Ăn tiền quá nhiều rồi, cái tỉnh quan quá nhiều tiền nên em ra nó rút rồi. Hôm nay đi rồi, không đi đuổi còn đi chạy đâu nữa. Cái thằng đánh con thì có chạy đây xử lý quan lên người sẽ lách quyền lợi không? Ở trong thì tháo bà. Nắng tụi quân chúng hả? Đánh người đang công xử lý rồi, bắt đi với nhau à? Quốc hội đây rồi, quốc hội đây rồi. Đi đi đâu nữa? Chạy đâu này? Đoàn đại biểu Quốc hội bắt đầu từ số 10 Hùng Vương và mời bà con. Số 8, số 10 Hùng Vương. Bao nhiêu tiền mua xong cho đủ. Bây giờ là cái là nó trả dân chúng tôi là một bắt đất là mua trong một cái hàng tí cái son. Cái hàng tí cái son này. Cái đứng ở trên này thôi, thoải mái. Nào giơ lên. Thành Hồ Quốc Dũng chúng ta tên Bình Định ơi, mày cướp lên. Thành cán bộ đáng dân tên Bình Định mày cướp. Thành Hồ Quốc, Hồ Quốc Dũng thủ tướng chính phủ bao giờ Thành Hồ Quốc Dũng cướp. Thành thủ tướng chính phủ bao giờ tên Bình Định mày cướp. Đó, cái thành thủ tướng này bao giờ tên Bình Định mày cướp của dân đây. Vậy nó về nó đừng cho nó vào nó học cơ hội nữa. Đấy mà các chân đi đấy này. Còn là anh Hải báo đời không này, đứng xung quanh đó anh Hải báo đời không? Hết rồi. Đá đéo Quốc hội Bưu Nhân. Đá đâu? Đá đéo Quốc hội Bưu Nhân. Đá đâu? Đá đâu? Đá đéo Hồ Quốc Dũng chủ tịch tên Bình Định đến cướp của dân. Đá đéo Hồ Quốc Dũng chủ tịch tên Bình Định đến cướp của dân. Đá đéo Quốc hội Bưu Nhân. Đá đéo Quốc hội Bưu Nhân. Mới hết bệnh. Phải hết vừa thôi. Thầy cô chú mình lên đi. Gia tăng cái quốc
trên đầu người. Con đường này lên đâu thôi này. Bác đi chạy luôn cái đầu đi xong rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.